Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại lên sóng giới thiệu cho quý vị một mẫu công trình nhà hiện đại mái bằng, một ngôi nhà phố đấy ạ, được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình của nhà anh Tài có địa chỉ tại Hà Tĩnh. Và trước khi mà đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website này của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải này tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi có đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng ở châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tờ xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho các công cuộc làm nhà sắp tới. Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024.
khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mac Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mac Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mac Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mac Home. Và đây quý vị có thể thấy chúng tôi có đăng tải này, cập nhật rất là thường xuyên nhé, hàng ngày hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mac Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 0964458888 hoặc 0924099999 hay 0828133333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình nhà anh Tài ngày hôm nay. Đây là một cái công trình nhà mái bằng này, 2 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại. Bên cạnh những mẫu nhà như là mái Nhật, mái Thái, mái lệch hay mái ngói, thì những mẫu nhà 2 tầng mái bằng hiện đại thì vẫn được thu hút được rất nhiều sự quan tâm đông đảo của gia chủ hiện nay. Không phải ngẫu nhiên đâu mà cái kiểu nhà 2 tầng mái bằng này lại được yêu thích nhiều tới như vậy. Và đánh giá khách quan thì kiến trúc này thực sự mang đến nhiều ưu điểm ấn tượng. Đầu tiên thì chúng ta cần phải kể đến đó chính là về cái kiến trúc của nó vô cùng kiên cố. Được sử dụng hoàn toàn là bê tông cốt thép là nguyên vật liệu chính, kết hợp cùng với lại hình dáng này rất là vuông vức này. Phần mái thiết kế bằng phẳng này, tạo thêm các rãnh thoát nước nhanh, giúp ngôi nhà luôn vững chắc, tránh được tình trạng như là ngập và úng này. Và tiếp theo thì đó chính là cái thẩm mỹ của nó cũng khá là cao nữa. Sử dụng những cái màu sắc nó tươi sáng nhẹ nhàng, kết hợp cùng với những đường nét vuông vức thanh thoát, tạo nên một cái ngôi nhà mái bằng này mang một cái vẻ đẹp rất là khỏe khoắn, trang nhã, thanh lịch và hiện đại. Thì như ở đây thì những cái màu sắc pha trộn nó cũng hài hòa lắm nhá. Quý vị có thể nhìn thấy là ngoài cái màu sơn trắng làm chủ đạo ra thì sẽ còn có thêm cái màu xám ghi ở một số cái phần cổ mái này, hay là những cái phần màu nâu của gỗ nhựa ốp tường. Rồi tất cả nó sẽ tạo nên một cái vẻ đẹp rất hài hòa. Ngay cả phía dưới khu vực tầng 1 như thế này nữa, đấy, cũng được ốp đá ong nha quý vị. Cảm giác ngôi nhà của chúng ta nó khỏe khoắn này, mà lại còn có chiều sâu nữa. Và có một cái ưu điểm mà chúng ta phải kể đến khi mà thiết kế hệ thống mái bằng á, đó chính là tiết kiệm rất nhiều chi phí. Tại vì cái kiểu dáng kiến trúc của nó thì tạo sự cân bằng này, hài hòa này. Do vậy nên là việc thi công thì cũng không quá khó khăn và cầu kỳ. Vì thế mà cái thời gian và chi phí đầu tư thì cũng sẽ được tối ưu. Và có thêm một cái đặc điểm nữa, đó chính là chỉ có hệ thống mái bằng mới có đây nha quý vị. Đó chính là chúng ta có thể là dễ dàng xây dựng thêm tầng. Cấu trúc của mái bằng thì nó cũng giống như là một cái sàn vậy, chỉ khác đôi chút về hệ thống thoát nước thôi. Nên là chúng ta nếu như mà sau này muốn trồng thêm tầng lên ấy, thì cũng rất là dễ dàng nhá. Và như công trình này của chúng ta này thì sẽ được thiết kế với hệ thống bậc ngũ cấp đi lên, bao gồm 5 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Và ta thấy là có 2 lối tiếp cận nhá. Một lối là khu vực sảnh chính này, một lối là sảnh phụ này. Rồi là phía dưới chân công trình thì chúng ta sẽ có thêm những hệ thống bồn hoa. Đây là tầng 1 này, tầng 2 này. Và những hệ thống bồn hoa như thế này thì nó rất là nhẹ nhàng. Và bồn hoa nó nằm ngay vị trí bên ngoài nữa, nên quý vị cũng nhớ trong vấn đề về chống thấm nha quý vị. Nó đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà chúng ta cần phải chống thấm thì mới có thể là đảm bảo kết cấu cho ngôi nhà được. Rồi là ngoài những cái phần mặt bằng bê tông cốt thép ra thì ngôi nhà này cũng được sử dụng rất là nhiều những loại vật liệu mới. Ví dụ như là kính cường lực này thì sẽ nằm trên khu vực lan can ban công ở tầng 2. Đấy. Hay là cái hệ thống là cái dàn che khu vực cửa sổ á, thì sẽ được là sắt hộp xâm tĩnh điện kết hợp với kính cường lực. Và trong công trình này của chúng ta này chưa hết đâu nha quý vị. Ngay hệ thống cửa chính thì cũng được sử dụng là vật liệu mới. Ở đây được sử dụng là chất liệu cửa thép giả vân gỗ. Thì quý vị có thể nhìn thấy đầu tiên nhé, là cái cảm quan ở phía bên ngoài nó không có khác gì nhiều so với gỗ tự nhiên đâu ạ. Những cái đường vân giả gỗ nó vô cùng đẹp này. Cái thứ hai là cái thao tác khi mà chúng ta mở ra đóng vào nó vô cùng nhẹ nhàng. Và đặc biệt là nó sẽ khắc phục được tất cả các nhược điểm của gỗ tự nhiên. Ví dụ như là chống mối mọt, chống cong vênh, chống cong ngót vô cùng tốt. Và giá thành lại rẻ nữa. Nên là hiện nay tôi cũng sẽ khuyên quý vị, nếu như mà quý vị nào sắp tới chuẩn bị làm nhà thì có thể tham khảo cái loại cửa này cho chính căn nhà của mình nha quý vị. Còn toàn bộ hệ thống cửa phụ, cửa sổ và cửa đi này, tất cả đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa nhôm hệ kết hợp với kính cường lực.
Nói về cửa nhôm hệ và kính thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên thì đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất nhiều độ dày và chất liệu khác nhau. Ví dụ nhôm sinh pha này, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai thì đó chính là cái phần kính, bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba đó chính là cái phần phụ kiện, bao gồm hệ thống tay nắm cửa, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy về từng tập tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại vật liệu cho cửa khác nhau để đảm bảo được kết cấu cho công trình. Và khi mà nhìn vào góc phía bên này, ta thấy được rằng nó cũng vô cùng đẹp nha quý vị. Đây là cái hệ thống sảnh phụ này, bước vào phía bên trong cái khu vực công trình của chúng ta. Đấy, rồi phía mặt bên này cũng được trang trí hài hòa nhá. Nó không có kém cạnh gì so với lại cái phần mặt trước mặt tiền của công trình cả nha quý vị. Còn đây là mặt sau, có thấy là công trình này ốp phun đá ong từ cái khu vực mặt trước ra đến mặt sau luôn đấy ạ. Và mặt sau thì cũng có một lối ra phía sau của công trình nhá, đây là cửa hậu. Nhìn vào góc này theo chiều từ trên xuống thì ta thấy được rằng là ở phía bên trên phần mái á, và ngôi nhà này được sử dụng là hệ thống máy bằng nha quý vị. Máy bằng thì chúng ta cần phải lưu ý này, nó sẽ có kết cấu bao gồm 3 lớp. Lớp đầu tiên đó chính là lớp kết cấu chịu lực, nó sẽ chịu lực chính cho cái phần mái. Cái lớp thứ hai đó chính là lớp tạo dốc này, nó sẽ giúp vào trong cái tình trạng là thoát nước được nhanh hơn, không bị ứ đọng lại. Và cái lớp thứ ba đó chính là cái lớp chống thấm. Khi mà có nước mưa chẳng hạn, nó rơi rất xuống phần mái á, và nó đọng lại một thời gian, thì nếu mà chúng ta xử lý và chống thấm không kỹ thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu, ngấm rột xuống phía dưới. Đây là quý vị nhớ là lưu ý nha. Và phía bên trên thì gia chủ cũng tận dụng cái phần nóc để tét nước và thái dương năng. Một ngôi nhà cho thấy cái sự khỏe khoắn từ hệ thống tường bao phía ngoài vào phía bên trong. Đấy, thiết kế nó rất là đơn giản thôi, chỉ là những cái phần hệ thống cổng này, sắt hộp sơn tĩnh điện và thêm những mảng tường thôi, không cần phải quá cầu kỳ gì đâu quý vị ạ. Phía trước thoải mái điều ô tô nhá. Đây là phối cảnh của nhà lúc về đêm này, rất là lung linh và nổi bật. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần bóc mái, hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái của công trình. Trong cái phần bóc mái này thể hiện rất là rõ này, từng những cái đồ nội thất có bên trong căn nhà, rồi là những cái vật liệu mà chúng tôi chỉ định cho cái phần nội thất của công trình. Và nếu như mà sau này quý vị nào có làm nội thất chẳng hạn thì cũng có thể là tham khảo chính cái phần bóc mái này cho căn nhà nha quý vị. Và toàn bộ phần bóc mái thì đều được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà. Ở đây thì từ khu vực cửa chính bước vào thì sẽ một không gian phòng khách vô cùng ấm cúng với bộ sofa được làm bằng chất liệu nỉ nhung này, màu trắng kem. Đấy, phía đối diện thì sẽ là một cái hệ thống kệ tivi. Tiếp theo thì sẽ là không gian phòng bếp, phòng ăn kết hợp với nhau, một bộ bàn ăn dành cho 6 người, hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L, và từ đây có một hệ thống cửa ra khu vực sảnh phụ phía bên hông nhà. Cầu thang đặt ở chính giữa nhà quý vị. Và ở phía dưới tầng 1 thì chúng tôi cũng không quên là có thêm một hệ thống phòng ngủ nữa. Nếu mà trong gia đình của chúng ta có người già chẳng hạn thì phòng ngủ dưới tầng 1 là một điều vô cùng cần thiết. Và tầng 1 thì cũng có thiết kế một khu vực vệ sinh chung, tách biệt hai không gian, một bên là nhà tắm riêng này, một bên nhà vệ sinh riêng, đảm bảo được cái yếu tố là sạch sẽ cho công trình. Đấy, góc nhìn tiếp theo này, phía dưới tầng 1 của chúng ta. Còn tiếp theo, bước lên không gian tầng 2 của chúng ta. Ở trên tầng 2 này thì chúng tôi sẽ không bố trí công năng gì cả, bởi vì trên tầng 2 này gia chủ đã tận dụng thành là một cái văn phòng nha quý vị. Có nghĩa rằng là ở đây thì nhà ở này kết hợp cùng với lại cái khu vực văn phòng làm việc. Trên này chủ yếu là những cái bàn ghế thôi để cho nhân viên ngồi thôi. Còn bên này, trong này sẽ là riêng phòng quản lý ạ. Và trên khu vực tầng 2 của chúng ta thì cũng có được thiết kế thêm một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này được tích hợp đầy đủ từ lavabo, bồn vệ sinh cho tới vài tấm sen. Đây là một góc khách trên tầng 2 này, rất là thuận tiện. Tiếp theo thì đây chính là cái ảnh thực tế hiện trạng của công trình hôm mà chúng tôi về trực tiếp công trình của gia đình nhà khách hàng đấy ạ. Đây là quá trình mà chúng tôi ký hợp đồng thiết kế này cùng với lại gia chủ. Và toàn bộ tổng khu vực khu đất của chúng ta đây, nó rất là rộng đúng không quý vị? Và chúng tôi đã tận dụng là sau này nhá, vẫn giữ nguyên cái ngôi nhà công trình cũ của gia đình làm kỷ niệm, còn xây dựng công trình mới ở không gian này. Đó. Và hướng thẳng ở phía trước mặt đường.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá chi tiết về bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình nhà chủ đầu tư anh Châu Xuân Tài, địa điểm tại Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây thì chính là cái mặt bằng hiện trạng công trình này. Phía bên đằng sau này chính là cái nhà ông bà công trình đang ở đấy ạ. Phía trước sẽ là cái vị trí khu đất để xây dựng. Chúng tôi đã thiết kế là đẩy lùi công trình về phía sau để phía trước khoảng sân rộng nữa để chúng ta có thể bố trí nơi vui chơi sinh hoạt, khu vực để xe. Đây chính là cái thông số kỹ thuật ở công trình. Nhìn vào đây ta có thể thấy được rằng là ngôi nhà này có cái chiều cao mặt trước ấy là 7m, còn chiều sâu thì sẽ là 14,4m. Như vậy chúng ta sẽ có này tổng diện tích cho cả hai sàn tầng 1 và tầng 2 khoảng tầm 200m2 nha quý vị. Khá là rộng rãi đấy ạ. Và cái thông số này của chúng ta thì đã tính cả cái phần sảnh cũng như là phần mái ngói đua nha quý vị. Và vừa nãy thì tôi đã giới thiệu với quý vị là toàn bộ cái phần nội thất này phía bên trong thông qua phần bóc mái rồi. Ở phần này thì tôi sẽ chỉ nói sơ sơ qua thôi. Chúng ta sẽ có này một phòng khách này 22,5m2, phòng bếp phòng ăn là 16m2, phòng ngủ là 14,6m2. Ở khu vực nhà vệ sinh thì sẽ có một nhà vệ nhà vệ sinh này rộng 1,5m2 và một nhà tắm cũng 3m2 nha quý vị. Bước lên tầng 2 thì ta sẽ để nguyên một không gian thành một cái văn phòng cũng khá là lớn, rộng 55m2. Còn bên này sẽ là một cái khu vực nhà vệ sinh. Và đặc biệt là trong các căn nhà mái bằng của chúng ta thì luôn luôn có thiết kế một khu vực giếng trời để đảm bảo yếu tố thông thoáng cho các không gian trong căn nhà. Tiếp theo thì đó chính là cái phần mặt đứng của công trình. Ta thấy được rằng là tổng chiều cao này tính từ cốt sân lên đến đỉnh mái thì sẽ là 9,9m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ thống bậc ngũ cấp đi lên là 750mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m. Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m. Và chiều cao phần mái thì sẽ là 1,6m nha quý vị. Tiếp theo sẽ là cái phần mặt cắt của công trình. Trong chúng ta thấy toàn bộ cái không gian bên trong ngôi nhà mà nó cắt qua, bao gồm chiều cao của hệ thống cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ này, độ dài của tường, dầm sàn, rồi là cái khu vực nào cần phải đổ bê tông, khu vực nào cần phải hạ cốt, khu vực nào nên nâng cốt để đảm bảo là kết cấu cho công trình. Tiếp theo là những cái chi tiết có trong bộ hồ sơ như là bậc ngũ cấp này, lan can này, chi tiết khối trang trí này, chi tiết bồn hoa này. Có thể thấy là trong cái bộ hồ sơ thiết kế của móc hồng chúng tôi ấy, đụng vào đâu cũng có chi tiết, đụng vào đâu cũng có bóc tách hết để quý vị có thể nắm được nhé trong quá trình mà xây dựng. Hệ thống cửa chính thì được sử dụng là thép giả vân gỗ, kính an toàn 8.38, kích thước ở đây thì sẽ là 2m5 x 2m7. Một kích thước rất là phù hợp trong lỗ ban rồi, rất là tốt, mang đến nhiều tài lộc và may mắn. Tiếp theo thì sẽ là cái hệ thống cửa đi này, rồi là cửa phụ, cửa sổ công trình đều được sử dụng một chất liệu là cửa nhôm hệ kính dày nhá, 6.38 nhá quý vị. Rồi là đây chúng ta sẽ có này mặt bằng lát sàn này, ta biết được những cái không gian nào được sử dụng những loại gạch nào này, rồi là mặt bằng trần đèn, bố trí khu vực đèn ra sao. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang với hạng mục kết cấu nhá của gia đình nhà anh Châu Xuân Tài. Ở công trình này của chúng tôi sử dụng là móng băng bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ổ bánh sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong cái bộ hồ sơ này của chúng tôi thì hiện rất là rõ nét này, từng những chi tiết cốt thép hay là bảng chỉ dẫn chung với cốt thép và dầm sàn, mặt bằng móng này, mặt bằng định vị của cột, mặt bằng dàn chân tường, mặt cắt qua cột, rồi là qua vị trí tường móng này, chi tiết nền, rồi là bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng số lượng cốt thép phải sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Và hạng mục tiếp theo cũng là hạng mục cuối cùng, đó chính là phần hồ sơ điện nước. Điện nước là một cái phần rất là quan trọng, nó quyết định yếu tố sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình có thuận tiện hay không. Thì trong bộ hồ sơ điện nước của chúng tôi thì cũng rất là đầy đủ này, từ mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, chống xét tiếp điện này, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp điện hay là bảng thống kê và tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước hay là bảng thống kê và tư thiết bị nước nha quý vị. Và có thể thấy được rằng là cái bộ hồ sơ điện nước này là một cái phần rất quan trọng, không thể thiếu được trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Quý vị thân mến ạ, vậy là vừa rồi tôi giới thiệu quý vị toàn bộ công trình của gia đình anh Tài có địa chỉ tại Hà Tĩnh. Và nếu như mà quý vị nào đang yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, có thể liên hệ ngay tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.